Rồi chào anh em nha, hôm nay là trưa 25 tháng 3 năm 2022. Trưa nay mình lên cho anh em một cái bình xăng con đít gà Kenhin Sa Băng cực đẹp, da 7 màu, rất là đẹp luôn. Bình này mình bán có giá là 4.3 triệu nha anh em, 4.3 triệu cho cái bình này. Anh em nào chốt alo mình qua số điện thoại là 0933996332 là so. À, trái gà zin đẹp, không xước không liếm nha. Trái gà đẹp. Ok. Nè, đẹp xước liếm hay không mình coi ngay chỗ cái góc này á là mình biết ha. Trái gà đẹp keng. Rồi, còn cái bình này là 7 màu nha anh em. Đó. 7 màu ở tất cả các vị trí luôn. Tay e còn 7 màu luôn, đúng bình xin đã xe kho về, chưa vô xăng tại Việt Nam. Ở đây là mình quay ở để quay nắng nè, mình quay cho nó đúng thực tế cái màu anh em thấy. Thật sự là nếu mà anh em cầm cái bình này trên tay á, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với trong cái clip mình quay. Đó, anh em thấy nó 7 màu, đứng 7 màu, cái đây mình để vô tối thì nó không có đẹp lắm. Đó, mình quay để quay nắng là đúng nắng, là thể hiện cũng như là gần đúng cái chất cái bình xăng của mình bán cho anh em. Đó, bình 7 màu anh em thấy không? Ở vị trí nào nó cũng 7 màu hết á. Rồi cái bình này á mình bán là 4.3 triệu, thích hợp cho anh em về gắn tất cả các dòng xe là quay rim cúp 67 hơn 100 trở lên là ok. Đó, bình tuyệt đẹp, bao anh em bên trong là phao không một lũng này kia, chân trụ kim đót là nguyên zin, chưa đóng gì hết. Giá mình bán là cái bình này là 4.3 triệu cho cái bình này. Anh em nào chơi alo mình qua số điện thoại là 0933996332 ha. Rồi,